Câu hỏi của Mạnh Tùng Sa. Trong Kinh Phật có đề cập đến sự kiện A Tư Đà xem tướng và tiên tri đúng với tương lai của Thái tử Tất Đạt Đa. Vậy tại sao Đức Phật trong các kinh cho rằng xem tướng bói toán là mê tín? Kính mong Thầy Quan Hỷ giải đáp. Khi Đức Phật được sinh ra đó, việc đoán tướng cho Ngài đó không phải do Ngài quyết định, vì lúc đó Ngài chỉ là một thái tử sơ sinh, chưa nói được, chưa có cái quyền quyết định gì hết đó. Việc đó là do cha của Ngài là Đức Vua Tịnh Phạn, thể theo tập tục của Ấn Độ cổ đại, nhờ các nhà tiên tri lỗi lạc trên toàn nước Ấn Độ đoán tướng và vận mệnh tương lai của Thái tử Tất Đạt Đa. Thì hai nhà tiên tri, một người là lớn tuổi nhất, một người là trẻ tuổi nhất, có quan điểm giống nhau. Đó là tiên tri A Tư Đà và tiên tri Kiều Trần Như. Tiên tri A Tư Đà đó cho rằng nếu làm vua thì trong tương lai Thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, tức là vị vua có năng lực lớn, quản trị đất nước bằng pháp quyền, thống nhất giang sơn về một mối, đức độ nhân từ. Và nếu đi tu thì trở thành nhà tâm linh lớn. Kiều Trần Như là đạo sĩ trẻ tuổi nhất lúc bây giờ cũng có quan niệm tương tự. Sau này Kiều Trần Như trở thành là bạn đồng tu với Đức Phật. Suốt 29 năm thì ông là thầy dạy học của Đức Phật. Sau khi Đức Phật giác ngộ thì ông trở thành đệ tử của Đức Phật, một hiện tượng rất là hiếm có. Thì như vậy, việc đoán tướng đó được diễn ra khá chuẩn xác, nghĩa là các nhà tiên tri này giỏi thật sự, và có một phần mà trong Kinh Phật gọi là thiên nhãn minh, tức là biết được chuyện tương lai. Bà Volga ở châu Âu được xem là có những cái dự đoán thần sầu quỷ khóc về những cái sự kiện lớn trên toàn cầu, bao gồm dịch Covid-19 này. Thì sách của bà in khá lâu rồi đó, thấy không? Nó năm 2020 sẽ có một đại dịch lan truyền rộng trên toàn cầu, mang lại cái chết của nhiều người, nhưng rồi sau đó nó lại lặng dừng cũng nhanh chóng. Rồi đúng 10 năm sau nó lại tái phát thêm một lần nữa, tức là năm 2030, rồi sau đó kết thúc luôn. Thì giờ cái chuyện vế đầu đó, nó đã ứng hiện rồi, còn 10 năm sau thì chúng ta phải chờ xem với cái dịch corona này nó có xảy ra nữa hay không, hoặc là các cái chủng loại mới của corona. Thế tại sao trong kinh, đặc biệt là kinh Trường Bộ và kinh Di Giáo, Đức Phật cấm các tu sĩ và các Phật tử không nên làm các nghề bói toán, phong thủy, địa lý, đoán điềm kiết khung, nói chung là các loại bói toán nói chung? Vì đây là cái quan điểm tuệ giác của Đức Phật. Còn cái việc đoán tướng cho Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật khi mới sinh đó, là cái quyền quyết định của vua Tịnh Phạn. Về phương diện tâm lý đó, khi chúng ta lệ thuộc vào sự coi bói toán đó, chúng ta sẽ mất niềm tin, mất cái sự chủ quyền quyết định của cuộc đời của chúng ta, và cái gì chúng ta cũng phải lệ thuộc vào nó hết. Cho nên đó, cái đó không tốt. Điều thứ hai đó, kết quả của sự bói toán nó lệ thuộc rất nhiều vào năng lực chuyên sâu của những người làm công việc bói toán này, mà mấy ai giỏi thật sự để cho ra những cái kết quả đúng. Đại đa số là thầy bói dởm, thầy bói nói dối ăn tiền, dẫn đến tình trạng là phước chủ may thầy, tức là cái phước của gia chủ nó đến lúc trổ quả, nhưng mà may mắn cho ông thầy bói, ông được tin là nhờ ông hướng dẫn như vậy cho nên gia chủ được cái kết quả đó.
Đó là cái câu nói mà người mê tín nên nhớ, để đừng nên dạy dột tiếp tục đưa đầu của mình, tốn tiền của mình cho các thầy bói ăn. Và chủ trương của Đức Phật đó là thiết thực hiện tại, chánh niệm hiện tiền, an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây, sống với cái đang là, còn coi bói toán là sống với cái sẽ là. Mà cái sẽ là cái mà nó biết bao nhiêu thay đổi, dịch biến mà. Mà mình lo lắng nhiều quá thì căng thẳng, bất an, mất ngủ, trầm cảm. Cho nên Đức Phật kêu là chánh niệm, trải nghiệm, an lạc, hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đừng quá sợ hãi và lo lắng. Còn việc gì xảy ra, chúng ta hãy phân tích nhân quả để giải quyết nó. Thì đó là những lý do căn bản Đức Phật cấm không nên dướng kẹt vào các loại hình bói toán. Và các Phật tử khi đến chùa nhớ là đừng hỏi tăng ni coi bói cho mình, mà hỏi Phật pháp, hỏi sự thực tập, hỏi kỹ năng để vượt qua nỗi khổ niềm đau, hỏi làm cách nào để được sống hạnh phúc và trở thành người hữu ích.